Di Phương và hai con lên tiếng sau chia sẻ gây sốc của Lê Giang. Sau chia sẻ gây sốc về cuộc sống như địa ngục của Lê Giang khi sống cùng Di Phương, hai con Di Phước, Lê Lộc và cả nam diễn viên hài đã lên tiếng về sự việc. Mới đây, trong một talk show trên sóng truyền hình, khán giả lần đầu tiên nghe Lê Giang chia sẻ về cuộc sống bất hạnh của cô khi sống cùng danh hài Di Phương. Lê Giang chia sẻ cuộc sống như địa ngục kể từ khi chồng cô xa cơ. Nam nghệ sĩ liên tục giáng xuống Lê Giang những trận đòn roi đau đớn. Cô còn kể, ông liện tôi từ cầu thang xuống. Mâu thuẫn quá nhiều khiến cô hẹn chồng ra để nói chuyện rõ ràng. Trên đường đi, Di Phương đã bị giang hồ chặn đánh bằng đá và cô bị người đời gán tội là đánh chồng bởi nam nghệ sĩ nói với cô ở bệnh viện rằng cô mướn giang hồ đánh tôi. Sau đó Lê Giang còn bị đồng nghiệp tẩy chay khiến cô từng phải tự tử. Gia đình tan nát, Lê Giang nhường quyền nuôi con lại cho chồng cũ vì không đủ khả năng lo cho con. Lê Giang chia sẻ đau lòng khi Di Phước nói với cô, bà không phải là mẹ của tôi. Tại đây, Lê Lộc lần đầu tiên xin lỗi và nói lời yêu thương trên sóng truyền hình, dẫu việc xóa bỏ một khoảng cách còn quá khó với cô ở thời điểm hiện tại. Về Di Phước, nam diễn viên trẻ xin khép lại nỗi đau của cha mẹ vì ai cũng có quá khứ của mình. Lê Giang lên tiếng về cuộc đời bi kịch của mình trên sóng truyền hình. Nhiều người cảm thấy khá bất ngờ và cũng không ít khán giả chỉ trích Di Phương vì là người chồng vũ phu. Danh hài Di Phương từng rất nổi tiếng. Sau này anh không còn tham gia nhiều chương trình tấu hài nhưng tên tuổi vẫn được nhiều người nhớ đến. Sau những chia sẻ trên sóng, khi dư luận lên án Di Phương, cả Di Phước và Lê Lộc bất ngờ lên tiếng trên trang cá nhân để mong khán giả hiểu hơn cho ba mình, diễn viên Di Phương. Di Phước cho rằng câu chuyện mẹ kể là những kỷ niệm và những khó khăn đã trải qua trong cuộc sống. Tất cả là quá khứ và quá khứ ấy đã khép lại từ lâu lắm. Không ai muốn đem kỷ niệm không vui chia sẻ, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mẹ tôi tâm sự về câu chuyện này. Mỗi gia đình sẽ có một câu chuyện, mỗi nhà sẽ có một hoàn cảnh, mỗi người sẽ có một tính cách. Nghệ sĩ cũng là con người và nghệ sĩ cũng sẽ có góc khuất đầy nước mắt. Không ai nói trước được điều gì sẽ xảy ra trong cuộc đời mình. Tôi hy vọng quý vị hãy hiểu và hãy thương cảm nhiều hơn. Di Phước cũng mong khán giả đừng ghét ba mình. Anh nói, khi nhỏ tôi thiếu tình cảm của mẹ, nhưng tôi vẫn hạnh phúc vì có ba. Ba tôi cho tôi tất cả, thời gian tôi cũng khôn lớn nhờ ba và hình hài này bây giờ đã biết tự mưu sinh và được khán giả gần xa đón nhận. Tôi cảm thấy mình may mắn, tự hào lắm vì ba tôi có thể dạy dỗ và chăm sóc để hai anh em tôi được nên người. Dù có như thế nào, ba vẫn mãi mãi nằm trong trái tim con thương ba nhiều lắm. Ba cho con tất cả, con tự hào vì là con của ba. Ngày trước khi nhỏ tôi còn có lần nói, ai đụng đến ba là sẽ không yên với con đâu, và giờ đây con đã lớn cũng sẽ nói câu đó. Lê Lộc cũng cho biết cô tham gia chương trình muốn biết tình cảm của ba mẹ con như thế nào. Sau những chuyện ồn ào ngay sau chương trình phát sóng, Lê Lộc cho biết bây giờ Lộc không bên ba và cũng không bên mẹ vì đó là quá khứ. Có thể mẹ sẽ đau đớn vì những trận đơn, có thể ba là người nóng tính, có người đúng người sai, nhưng mọi chuyện đều có nguyên nhân. Lộc bên ba thì mọi người sẽ nghĩ Lộc bất hiếu với mẹ, Lộc bên mẹ thì nói Lộc bất hiếu với ba, làm sao để tròn chữ hiếu. Sau tất cả, Di Phương đã lên tiếng vì những chia sẻ của Lê Giang. Nam diễn viên hài đau lòng khi vợ cũ không nhắc lại những chuyện tốt đẹp mà mình đã làm, đã hy sinh vì cô mà chỉ nói về những điều không hay. Di Phương cũng khẳng định mình đã cố gắng níu kéo, mong vợ nghĩ lại đừng bỏ con đi. Nhưng Lê Giang vẫn quyết định ly dị, bỏ đi và một mình anh phải nuôi hai con từ bé. Và những gì Lê Giang chia sẻ chỉ là một góc khuất trong cuộc sống mà không thể nào trong một cuộc trò chuyện có thể giải bày tất cả, đã khiến cho mọi người trong quá khứ trở nên bi kịch ở hiện tại.